Chương 24, nghi vấn. Thuật luyện thi trùng trong nhân gian đã tuyệt tích từ rất lâu, một phần vì là bí thuật vô cùng tà đạo khó luyện. Mặt khác, nếu thực sự trên chốn nhân gian mà có thể xuất hiện được kẻ luyện trùng, thì ngay lập tức liền bị phe chính đạo hợp lực thẳng tay bài trừ truy diệt để luyện được thuật này. Kẻ luyện thuật phải là một tay cự phách lão luyện ngang dọc đất trời, thuộc hạng thiên tài cơ trí, giỏi giang sánh ngang các bậc đại trí đại tông sư trong thiên hạ, mặc dù có thể làm chủ được bí pháp tà thuật. Thế nhưng để tìm được nguyên liệu hay các vật dẫn thì thực sự gian nan khó khăn vô cùng. Tất cả chỉ có thể dựa vào cơ duyên xào hợp của bản thân, chứ khó mà cưỡng cầu truy tìm cho được. Đầu tiên, kẻ luyện thuật cần cung cấp một phần đại lượng máu huyết vô cùng lớn, sử dụng dùng để nuôi dưỡng thi trùng. Quá trình này sẽ diễn ra liên tiếp trong 7-7-4-9 ngày, tuyệt không được gián đoạn đứt quãng một ngày nào. Sẽ giúp cho thi trùng thuận lợi hấp thụ phần máu huyết bổ dưỡng đó mà lột xác tiến hóa cường hãn hơn. Sau đấy, tại thời điểm thích hợp, số thi trùng này sẽ bị bỏ đói trong khoảng thời gian dài để chúng tự sinh tự diệt. Thi trùng muốn sinh tồn được buộc chúng phải tự cắn xé tàn sát lẫn nhau. Quá trình ấy cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, đúng theo quy luật cá lớn nuốt cá bé. Những thi trùng nào sống sót được đến cuối cùng sẽ tiến giai mà trở thành chú tể bầy đàn, lần lượt theo các cấp bậc, tướng, soái, vương, đế. Nếu may mắn trong đàn sẽ chọn lựa ra được những trùng tướng ưu tú nhất. Cứ vậy, dần theo năm tháng thi trùng lần lượt tiến giai từ tướng lên soái, sau đấy lại từ soái lên vương mà trở thành những con quái trùng nguy hiểm đáng sợ, cường hãn vô cùng. Lúc ấy, kẻ luyện thuật sẽ sử dụng một bí pháp thất truyền khiến thi trùng chết ngạt rồi đưa chúng vào trạng thái ngủ đông trong nhiều năm liên tiếp. Khi tìm được những loài động vật hoặc người sống được đánh giá thuộc dạng cực phẩm, phù hợp trở thành lô đỉnh cho thi trùng hấp thu cắn nuốt, kẻ luyện thuật sẽ cưỡng ép đưa vật sống vào nơi cư ngụ của trùng vương. Loài này một khi được tiếp xúc với hơi thở động vật sẽ lập tức sống lại, rồi chiếm hữu điều khiển cơ thể vật chủ, lấy cơ thể vật chủ làm một thứ vỏ bọc chắc chắn nuôi dưỡng linh thức lớn mạnh dần. Trùng vương tiếp tục sử dụng một phương thức thần bí, đưa ra tín hiệu ngôn ngữ riêng biệt, thu hút đồng loại mò về hiến tế dâng lên thân xác cho nó cắn nuốt. Quá trình này diễn ra trong thời gian dài, cho tới khi trùng vương trưởng thành thuần thục mà mọc lên đủ 9 chiếc sừng bạc. Thời điểm này trùng vương đã vô cùng lợi hại. Thời điểm 9 chiếc sừng bạc rụng xuống rồi mọc lên chiếc sừng vàng duy nhất thì khi đó cũng là lúc nó có thể đột phá tiến giai lên trùng đế. Cho tới bước này, kẻ luyện thuật đã như hổ mọc thêm cánh, một bước đột phá lên trời. Quá trình luyện thuật coi như đại công cáo thành viên mãn. Lại nói về Vân Thiên, hiện giờ hắn đã là một tiên gia cao cao tại thượng, pháp lực thông thần, có lẽ nào lại còn sợ hãi một cái trùng thuật rác rưởi nơi chốn nhân thế. Lúc ở trong thị trấn Đồng Hà, thấy hải nhái Vân Thiên đã biết rõ 10 tên này chính là một nhân thi. Tuy nhiên, khiến cho Vân Thiên vô cùng kinh ngạc mà để ý dò xét chính là trên người tên nhân thi này. Hắn cảm nhận được khí tức của Độc Thiên đạo nhân sư phụ hắn, thế nhưng mặc cho hắn sử dụng thần thức tra xét thế nào cũng tuyệt không sao phát giác ra được tung tích sư phụ hắn ở đâu. Hắn thầm nhủ, kẻ đứng trong bóng tối lẽ nào lại lợi hại đến thế? Có khi nào sư phụ hắn đã gặp nạn rồi chăng? Do đó, hắn mới giả chứ ăn thịt cọp, thuận thế theo thuyền mà âm thầm bám theo tên nhân thi này cho tới tận bây giờ. Quả nhiên, cú vồ hụt khiến tên nhân thi điên máu. Hắn dòm qua liếc lại mấy lượt vẫn không phát giác được hiện Vân Thiên đang ở đâu. Còn đang ngơ ngác tìm kiếm thì đã thấy Vân Thiên đứng ngay sau lưng hắn quát lớn, ngươi chậm mất rồi. Chết đi, sự việc nói ra thì lâu nhưng thực tế lại diễn ra quá nhanh. Cũng không hề nhìn thấy Vân Thiên sử dụng chiêu số ra sao. Chỉ biết rằng sau tiếng chết mà hắn vừa thốt ra, toàn thân tên nhân thi đã lập tức nổ tung. Máu thịt trên người tên này bắn tung tóe, vương vãi khắp nơi, phun ra mù mịt dày đặc như làn sương đỏ. Nhưng chỉ thoáng cái đám sương đỏ này đã mờ ảo dần rồi tan biến như làn gió thoảng. Cách đấy không xa, tại bãi đất hoang trên khúc đường rừng vắng vẻ, từ dưới lòng đất bỗng chui lên một con quái trùng nhỏ bé khoảng chừng nắm tay con trẻ. Thân hình trông chẳng khác chi một con bạch tuộc. Có điều toàn thân nó mọc ra chi chít gai nhọn sần sùi, lại còn đen thùi lùi nhìn phát gớm. Hai con mắt ếch đỏ khé của nó thì nhô cao, lồi hẳn ra bên ngoài. Tuy nhìn đến rất là ngờ nghệch nhưng trái lại ẩn sâu bên trong nó hết sức ma quái lanh lẹ dị thường. Quái trùng này vừa hiện thân thì lập tức quay đầu bỏ chạy. Nó cảm nhận ngay được mối nguy hiểm to lớn, có thể vong mạng bất cứ khi nào. Nếu trực diện đối đầu với sát tinh khi nãy, quái trùng đã bỏ chạy rất xa. Nhưng tất cả nhất cử nhất động của nó tuyệt không qua khỏi cặp mắt Vân Thiên. Nhìn lại hướng con quái đang chạy thục mạng, mắt hắn hơi nheo lại nhắm hờ trong giây lát, nhoẻn miệng cười rồi chuyển thân biến mất tại chỗ. Hóa ra mọi kế hoạch hành động đều được hắn vẽ ra từ trước. Tự khi nào Vân Thiên đã âm thầm hạ một tia cấm chế lên người con quái, sử dụng con quái trùng làm kẻ dẫn đường tìm về hang ổ kẻ địch. Hắn giữ khoảng cách một trước một sau mà lần theo dấu vết quái trùng để lại, cứ vậy bay xuyên rừng đến 2-3 canh giờ mới tới được một dải rừng già nguyên sinh cổ xưa lắm. Vừa tới nơi, con quái đã lập tức chui vào một thông đạo trận pháp được sắp đặt thi triển sẵn từ trước. Có điều khá đặc biệt ở trận pháp này là sẽ giúp ngăn chặn những kẻ không có tín hiệu hợp cách. Thế nhưng khi đứng trước trận pháp phong bế thông đạo trước mặt, Vân Thiên chỉ khẽ nhíu mày rồi mỉm cười đắc ý.
Thứ trận pháp giác rời trước mặt có lẽ nào làm khó được hắn. Hắn không khách khí mà ra tay vô cùng nhanh gọn. Tay áo phất động đã gỡ bỏ hoàn toàn đại trận phong bế. Không dừng lại, viêm băng thần chỉ cũng được hắn thi triển ra. Sau hàng loạt tiếng nổ long trời lở đất, cửa tòa thạch động lập tức đổ sập, bụi đất bốc lên mù mịt bay tứ toán. Bỗng từ sâu trong động đá, giọng một âm dị phát xuất ra, Độc Thiên Thi Nô. Giết tên này cho ta, tiếng dị vừa dứt, từ trong động đá lao vụt ra một nhân ảnh râu tóc bạc phơ, toàn thân ăn vận theo lối đạo gia, dáng bộ tiên phong đạo cốt uy mãnh vô cùng. Đạo nhân đứng chặn trước mặt Vân Thiên không nói một lời, mọi cử chỉ hành động dứt khoát dị thường, nhưng cặp mắt thì vẫn đục u tối mờ mịt. Vừa trông thấy lão đạo Vân Thiên đã kinh ngạc thốt lớn, sư phụ, là người sao? Thế nhưng đạo nhân vẫn im lặng, vẻ mặt không toát lên một biểu hiện gì cả. Khuôn mặt thì ngây ngốc dòng qua liếc lại đờ đẫn trông vô cùng khờ khạo tội nghiệp, thấy đạo nhân vẫn chưa xuất thủ. Giọng dị bên trong động đá lại truyền âm hét vang, Thi Nô, mau giết hắn đi, ngươi còn chần chờ gì nữa? Lão đạo nhân đang định chuyển thân động thủ thì lại nghe Vân Thiên hét gọi lần nữa, sư phụ, người mau tỉnh lại đi, đồ nhi là Vân Thiên đây mà. Đạo nhân vừa nghe thấy hai tiếng Vân Thiên thì lập tức khựng lại, trong ánh mắt mờ tối vần đục đã khôi phục lại vẻ lanh lẹ đến vài phần. Miệng lão mấp máy khẽ thốt, Vân Thiên là con sao? Chỉ nói được có vậy thì ngay lập tức hai con mắt lão đạo sĩ liền mờ tối vần đục trở lại. Lão lắc lắc cái đầu liên tiếp, vẻ mặt đau đớn như phải chịu đựng sự tra tấn thống khổ ghê gớm lắm. Lập tức lão đạo nhân quyết đoán ngồi thụp xuống, gục đầu ngồi xếp bằng trên mặt đất, toàn thân lại lắc lư, từng thớ thịt trên khuôn mặt cứ giật giật liên hồi. Gương mặt lão đạo đã trắng bệch không còn chút huyết sắc nào nữa, mồ hôi trên trán cứ vậy diễn ra to bằng hạt đậu chảy xuống tong tỏng. Từ sâu trong động đá tiếng dị lại oang oang hét vang, Thi Nô, ngươi giỏi thật đấy, khá khen, chẳng thể ngờ được thời gian lâu như vậy rồi mà nhà ngươi vẫn có thể gắng gượng chống trả được niệm luân kinh sở học một đời của lão phu cơ đấy, để xem ngươi chịu đựng được đến khi nào. Đợi lão phu ra tay xử lý tên nhân loại tu sĩ này đã, chút rảnh tay ta sẽ đem pháp thân huyết nhục của ngươi ban thưởng cho trùng đế hấp nạp. Trùng đế xuất trận. Lời kẻ thần bí này vừa dứt, bỗng từ trong động đá bắn vọt ra một tia sáng trắng, liền tách rời chia ra hai hướng, nhắm vào Vân Thiên và Độc Thiên đạo nhân quyết đoán đánh tới. Tia sáng này nhanh nhẹn lanh lẹ dị thường, vừa xuất thủ đã liên tục nhằm vào những yếu huyệt hai người mà ra đòn chí mạng. Liên tiếp sau đấy là vô số thanh âm chát chúa vang lên, keng khi keng keng. Vân Thiên khẽ nhíu mày sửng sốt, hắn đưa tay phất phất áo quần một cái liền nhìn lại vị trí nơi Độc Thiên đạo nhân vừa ngồi. Ba vệt sáng màu trắng vừa tách ra khi nãy đã đánh xuống, còn gam sâu in hẳn trên đất là ba lỗ đen sâu hun hút. Hắn cũng không quên liếc nhìn lại tử kim thuẫn trên người mình mà đánh giá một lượt. Thoáng chốc trong ánh mắt sáng người xanh biếc nhìn sâu thẳm như nước mùa thu, cặp đồng tử đen láy như vừa lóe lên một tia sáng kỳ dị. Tia sáng trắng vừa rồi thực chất chính là một con quái trùng. Tốc độ thi triển chiêu thức nhanh nhẹn, quả nhiên vô cùng lợi hại. Chỉ vài giây ngắn ngủi mà nó đã có thể phân thân rồi đánh ra được nhiều nhát chí mạng với lực công kích đáng sợ. Lên người Vân Thiên và sư phụ hắn, nếu vừa rồi hắn không kịp ra tay thì Độc Thiên đạo nhân chắc chắn mất mạng. Tử kim thuẫn cường hãn cứng rắn là vậy mà nhìn lại còn thấy được ba vệt sáng mờ ảo như vuốt chảo, lằn đục in, hẳn lại do va chạm kịch liệt. Vân Thiên khẽ mỉm cười tự đắc rồi chuyển thân biến mất tại chỗ. Bóng hình hắn vừa rời khỏi thì ngay lập tức, tại vị trí hắn vừa đứng tia sáng trắng khi nãy lại lần nữa đánh tới. Cú đánh hụt rơi vào khoảng không khiến tia sáng trắng như chưng hửng, ngẩn ngơ giây lát. Nó cứ trờn vừa lượn lờ phiêu bồng trong gió rồi dần hiện rõ nguyên hình trở thành một con quái trùng dị hợm hết sức, cách vị trí đó cũng không xa. Nhanh như làn gió thoảng Vân Thiên liền hiện thân rồi nhẹ nhàng hạ xuống một tảng đá lớn. Hắn mở miệng thốt lên một tiếng, định, chỉ một tiếng định thốt ra. Toàn thân con quái đã không thể nhúc nhích được nữa. Rồi chưa tới một cái nháy mắt thì cơ thể nó đã đông cứng lại bên trong một lớp băng mỏng trong suốt. Hàn khí còn bốc lên vần vũ mãi không tan. Tiếp theo đấy là những câu nói đầy quyết đoán uy nghiêm đến lạ. Chẳng khác chi những lời phán quyết của lão Cao Thiên quyết định tới vận mệnh sinh mạng nhân loại nhỏ bé vậy, nghiệt xúc, đi chết đi. Lời vừa dứt, quả nhiên toàn thân của trùng đế vẫn đang lơ lửng trên không trung phát ra từng tiếng nổ lép bép liên tiếp. Sau đó phồng to lên hết cỡ như một quả bóng da bị người ta đang nỗ lực bơm hơi thổi phồng lên vậy. Cuối cùng thì nó nổ tung tan thành trăm nghìn vạn mảnh. Máu thịt con quái cũng theo đó mà bắn tung lên tạo thành một làn sương máu dày đặc bay vương mãi khắp trốn. Thế nhưng, tại thời điểm quái trùng nổ tung thân thể vong mạng, thì ẩn sâu bên trong động đá cũng vang lên một tiếng hự dài đau đớn. Đúng như Vân Thiên dự liệu, quái trùng này cũng chỉ là một thế thân của một kẻ thần bí bên trong động đá mà thôi. Do đó, chắc chắn kẻ này đã thụ thương không nhẹ. Quả nhiên không phải chờ lâu, từ sâu bên trong động đá vọng tới một thanh âm khàn khàn trầm đục quái đản dị thường. Nhưng hiện tại thanh âm ấy đã giảm tông nhẹ nhàng êm ái khác hẳn khi trước, giọng nói như đang muốn van lơn khẩn cầu, đạo hữu, lão phu đã sơ suất đắc tội rồi, xin hãy lưu tình. Nhưng đáp lại giọng dị lại là chàng cười ngạo nghễ đắc ý của Vân Thiên. Hắn quát lớn, yêu nghiệt to gan, ai là đạo hữu với ngươi, mau mau trưởng mặt ra đây cho ta.
Lời chưa dứt, bỗng từ sâu bên trong hang đá lao vụt ra một thân ảnh lão già toàn thân ăn vận theo lỗi đạo gia tu sĩ. Vừa thấy Vân Thiên đã lập tức khấu đầu thi lễ, bộ dạng cực kỳ cung kính. Toàn thân lão khẽ run lên, miệng lắp bắp bắp tiền. Tiền bối, xin ngài hãy tha mạng. Hừ, tha mạng cho ngươi. Sao có thể dễ dàng bỏ qua đơn giản như vậy được, ngươi đáng phải chết thôi. Vân Thiên, xin dừng tay. Từ nơi nào bỗng truyền lại một thanh âm trầm ấm vô cùng quen thuộc. Người này không ai khác lại chính là Tử Đống Thiên Tôn. Lời chưa dứt, đã thấy từ xa đường chân trời một thân ảnh quỷ mị cưỡi mây hồng bay vụt tới. Lão nhẹ nhàng hạ thân đứng trước mặt Vân Thiên nở một nụ cười hòa ái. Ôn tồn nói, tiểu hữu vẫn khỏe chứ? Vân Thiên phớt lờ câu hỏi xã giao của lão già mà trực tiếp lại đặt một câu hỏi chất vấn ngược lại. Thiên Tôn, ngài muốn ra tay làm việc bất nghĩa chăng? Ha ha. Vân Thiên, ngươi đang nghi quá rồi đấy. Lời vừa thốt, lão già điềm nhiên phất tay một cái, liền thu ngay lão đạo sĩ đang run rẩy quỳ rạp dưới đất vào trong tay áo. Làm xong mọi việc, lão lại nở một nụ cười hòa ái, nói tiếp, Vân Thiên, lão phu lại nợ ngươi một món ân tình vậy, hổ thẹn thay. Tên nhiệt đồ này lại chính là đại đệ tử nhập thất chẳng ra gì của lão phu. Mấy trăm năm trước, lợi dụng lúc lão phu bế quan trị thương đã trốn ra ngoài tác yêu tác quái. Cho tới hôm nay, lão phu sẽ thanh lý môn hộ, xử trí thật đích đáng tên này mới được. Vân Thiên, ngươi cứ yên tâm tin tưởng lão phu một lần. Xin cáo từ tại đây, ngày sau nếu có cơ duyên chúng ta sẽ gặp lại. Lời vừa dứt, lão già không thèm dây dưa thêm một lời nào nữa, lập tức chuyển thân biến mất tại chỗ, nhanh chóng tiêu tan như làn gió thoảng. Cho tới lúc này, Vân Thiên chỉ còn biết đứng đó tần ngần mãi. Thực ra thì hắn không hề quan tâm gì đến lão quỷ đạo bên trong động đá kia. Thứ hắn quan tâm trân trọng trên bước đường tu đạo lại là những chi âm chi kỷ giống như Tử Đống Thiên Tôn này vậy. Lão đi rồi, không biết ngày nào tháng nào mới có cơ hội cùng được đàm đạo cùng lão. Đột nhiên, từ xa trong không trung bỗng truyền lại một thứ thanh âm đặc dị. Có lẽ thanh âm này là những thông tin mà lão già Thiên Tôn chỉ muốn cho một mình hắn nghe được vậy. Vân Thiên, lão phu lưu lại cho ngươi một viên khư nhiếp định tâm hoàn vô cùng chân quý. Nếu ngươi cho lão đạo kia phục dụng viên hoàn đan này, chẳng những sẽ khiến lão hồi phục được tâm trí, mà sau này còn giúp hắn ta tăng tiến tu vi đột phá bình cảnh. Hừ, tên này tuy chẳng ra cái gì nhưng cũng khá nghị lực, ý chí mạnh mẽ ra phết. Lão phu phá lệ lần này cứu hắn một mạng, cũng coi như tỏ được tấm lòng chân thành với ngươi rồi đấy. Ha ha, lão phu chúc sư đồ các người có được một khoảng thời gian trùng phùng vui vẻ.